bạn đang nhìn thấy đây nha. Đây là bên từ bên kia này sẽ bên từ nhà gái vào. Đấy, còn ở trong này sẽ bên nhà trai. Bên nhà trai sẽ đang đón nha. Đấy thì là bên nhà gái. Bên từ sáng nay nghĩa là từ mấy anh hai chú này sẽ từ bắt đầu đi đây đi nhưng mà mình chưa đấy nhá. Okay. Thì sáng nay mình mới chưa quay cái video đây nhưng mà mọi người thông cảm cho vì đây mình mới tạo cái video từ bên nhà gái vào nhá. Bây giờ cũng khá say rồi các bạn. Đây nha các bác nha, mình sẽ không bình luận nha. Mình sẽ nghe các bác bình luận thôi. Đây cả nhà nha. Bây giờ thì hiện tại bây giờ là có rất là nhiều công đoạn luôn. Thì là mình sẽ chưa thể giới thiệu cho mọi người được. Đấy, mở ghế không hiểu là trong kia nó có cái gì đâu. Mình vẫn chưa nhìn thấy bao giờ cho nên mình chưa hiểu cái gì đâu nha mọi người nha. Mọi người thông cảm vì này mình chưa thể tiết lộ được. Trong kia thì mình không biết là cái gì luôn. Vì nó... Đây, trong là này, trong cái khăn nó xanh ấy. Mình không biết gì luôn. Đây, ở trong cái... Úi dồi, lắm đồ quần áo, không biết quần áo này cái gì luôn nha mọi người nha. Mọi người để ý xem. Đây, thông báo mọi người rằng vì là cái này là từ bên nhà gái gửi sang nha, không phải từ bên nhà trai đấy nha. Bên nhà gái nó trao tặng cho bên nhà trai nha. Thì là bên nhà gái thế thì nhà gái sẽ vào đây thì là con gái vào bên nhà trai giờ thì kiểu nào thì vẫn phải có chút quà chứ lại mọi người. Thế thì như vậy thì sẽ có một cái hộp quà. Hộp quà nhưng mình không biết gì đâu, hình như trong người cái chôm ở trong cái này thì mình chưa biết đâu. Đây mọi người nha, khả năng là cái túi này khả năng là không mở ra xem nữa. Ừ, cái này khả năng không mở ra xem nữa. Vì là ở bên trong này thì lắm đồ cho nên mình mở ra thì cũng khó gấp vậy. Đây, như vậy là bên gia đình bên nhà trai thì đã cất những cái đồ từ bên nhà gái giao sang. Đấy, hai anh này là nhận từ bên nhà gái sang nha mọi người nha. Đây. Bên gia đình đã nhận được những cái đồ mà bên nhà gái giao sang thì bên nhà gái sẽ không thắc mắc gì nữa. Ok. Đây cũng là câu kết thúc của đám cưới hôm nay nha mọi người nha. Đây sẽ là hai chú rể sẽ là cùng bái xong nữa là thôi nha mọi người nha. Đây mình rất hóng hôm nay vì mình chờ đợi cái bây giờ luôn. Ok mọi người theo dõi nha. Nếu mà có lắm cái thủ đô ạ, cắt cho mình. Ôi, dễ làm chưa?
Đây hey mọi người nha, bây giờ là cũng là câu gọi là câu gần kết thúc rồi mọi người nha. Thế không, bây giờ hai chú rể đang là cùng bái bên gia đình nhà trai thì bây giờ cũng gọi là bây giờ kết thúc cái video của em đây rồi. Thì là mọi người cố gắng xem nha, cố gắng xem cái video của em nó sẽ kết thúc như thế nào. Vì bây giờ cùng bái thì nó sẽ rất là lâu luôn mọi người nha. Vì là bây giờ ban đêm rồi mọi người cố gắng xem vậy. Mọi người cố thông cảm vì là ban đêm rồi. Đây nha, nhờ mọi người nha, vì là anh em họ hàng ra giúp đỡ đông quá thì nó cho nên là anh em giúp đỡ là sẽ đập theo danh sách, nhưng mà vì là đông quá cho nên là sẽ khả năng là sẽ không đập theo danh sách nữa, vì là chờ vì là nghe đồn thì là nó sẽ không đập theo danh sách nữa và nó sẽ đập theo từng thôn bản nhé mọi người nhé. Mọi người cố thông cảm cho, vì bây giờ trời cũng tối rồi, bây giờ thì là nó cũng rất đông cho nên là cũng hơi ồn, mọi người cũng rất thông cảm luôn đó mọi người nha, rất là thông cảm luôn vì là bây giờ cũng trời khá tối rồi. Đây mọi người nha, theo tình hình thì là bây giờ thì là mọi người sẽ là cùng bái thì nó sẽ không theo từng hộ gia đình nữa, và là bây giờ nó theo từng xóm hộ nha, theo từng xóm thôi, vì là theo cái danh sách đấy là mình làm thì nó sẽ không trùng khớp với lại cái từng thôn bản, cho nên là bây giờ mình sẽ quyết định là cùng bái theo thôn xóm. Đó, từng hộ thì rất là khó luôn vì là nó lấn lộn hết rồi. Đây nha, theo như là anh em đang thỏa thuận với nhau thì là bây giờ là sẽ quỳ lạy theo đúng nghi thức của gia đình, thì là sẽ theo từng thôn bản, vì là nếu mà theo hộ gia đình thì rất là đông luôn và hai anh em khả năng này sẽ rất là mệt mỏi đấy, cho nên là bây giờ sẽ theo từng người nhé. Thôi nhá, vậy thì là bây giờ mọi người sẽ theo dõi cái nghi lễ của bọn em nhé. Đây rất đông nha mọi người nha, bây giờ thì là đã đến giờ cùng bái đã đến nghi lễ rồi, cho nên là mình sẽ không bị luận nữa nhá, mọi người cố thông cảm cho nhá. Đây mọi người nhá, thì là quỳ lạy này thì là rất là quỳ lạy rất là nhiều luôn mọi người. Thì cái quỳ lạy này theo phong tục ở trên này thì là sẽ là cảm ơn tất cả anh em họ hàng đã sang giúp đỡ nhà mình cũng như là ủng hộ bên gia đình mình nhá. Quỳ lạy rất nhiều luôn, nếu mà khả năng nếu mình quay hết thì nó khả năng 20 mấy phút, cho nên là mình sẽ quay từng đoạn một thôi, mọi người cố thông cảm cho mình quay những cái đoạn chính cho mình đâu. Hello mọi người, bây giờ đến thời điểm là cảm ơn những cái thôn bản xã gần xa ở cái xóm mình nhá. Mình mời đến đâu thì là mình sẽ cảm tạ từ đó nhá mọi người nhá.
rất cầu kỳ luôn, rất cầu kỳ, từ thôn đến bản rồi xong đèo đến xã, rất cầu kỳ luôn nhá mọi người nhá, mọi người cố thông cảm cho, vì là phong tục bọn mình trên này nó rất là cũng vậy thôi. Ok. Bây giờ gọi là tất cả là các xã luôn nha, ở bên trong vùng huyện mình luôn đấy nhá. Cảm tạ, cảm ơn, gọi là một lời cảm ơn tới tất cả các xã trong huyện mình. Ví dụ mình gọi huyện nào thì là mình sẽ cảm ơn và cũng như là với lời chúc sức khỏe tới tất cả bà con cô bác, những gì mình những cái lời mình hỏi thăm. Đấy nha mọi người nha, thì là bây giờ là mình sẽ cũng gọi là cái giờ kết thúc rồi. Đấy cho nên là mọi người sẽ cố gắng xem hộ mình nha, vì mình cũng rất muốn chia sẻ cho tất cả mọi người xem những cái video là từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà do là thời điểm nó không được thích hợp cho lắm cho nên mình sẽ nó chưa từ đầu thì từ đầu nhưng mà đến cuối thì khả năng các bạn thông cảm cho. Đấy nha, bây giờ đã đến là lượt lời cảm ơn và quy lệ thầy cho hai anh chị cô bác đây. Dạ, lại bây giờ đấy, về có gì cho bác thời gian này thế này. Này này này. Rất ok luôn mọi người. Rất ok, những cái bình luận rất là hay luôn mọi người. Đây như vậy nha, theo tiểu hình bây giờ thì đã quỳ lại xong. Thì lấy bây giờ bên nhà từ bên đầu gái bên qua lại sang đây thì là nó sẽ như thế nào, thì là còn thiếu sót như nào thì là bên nào nó sẽ tiếp tục. Đấy. Còn thiếu sót hay là nó thừa như nào thì sẽ thêm vào. Nếu mà thừa đấy thì mình sẽ cải thiện thêm nhá. Đấy nha, bây giờ quay lại rằng cảm tạ chỗ anh em làm từ hôm kia kìa đến giờ nhá, mấy lần cảm ơn rất là chân thật luôn. Mấy lời cảm ơn rất chân thật và những cái lệnh quỳ rất là ý nghĩa nha, rất ý nghĩa luôn. Bây giờ sẽ là quỳ lạy ông bà ngoại các cụ trên thiêng đường. Đó, ok, bây giờ như vậy là thì là bây giờ công việc cùng bài đã xong, thì là bây giờ mình cũng đến giờ kết thúc video ở đây. Mong mọi người xem video vì thấy video hay mọi người sẽ chia sẻ.